Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đưa hàng Việt về nông thôn, hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Trong những năm qua, bằng nhiều biện pháp tích cực, tỉnh Tuyên Quang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc triển khai chương trình này. Điều quan trọng nhất đó là việc nâng cao được ý thức của người tiêu dùng, đặc biệt tại các địa phương vùng sâu, vùng xa về nhận biết và sử dụng hàng Việt, góp phần kích thích sản xuất trong nước phát triển. Chợ phiên, một nét đặc trưng của vùng cao. Tại chợ phiên xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, được tổ chức vào sáng thứ hai và thứ năm hàng tuần. Người ta có thể tìm thấy đủ các loại mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ cho cuộc sống của người dân. Tôi thấy hàng Việt Nam mình thì chất lượng hơn cái hàng của nước ngoài thì chất lượng hơn đấy, không là cái hàng của Việt Nam mình ấy mình lại đi phải chọn đúng hàng Việt Nam mình mới sử dụng. Hưởng ứng của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và triển khai chương trình đưa hàng Việt về nông thôn do Bộ Công Thương triển khai. 5 năm qua, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành của tỉnh Tuyên Quang, chất lượng hàng Việt cung ứng tại địa phương đã được nâng lên rõ rệt. Công tác quản lý hàng hóa được coi trọng, hoạt động của bộ máy quản lý thị trường được đề cao. Tại các địa phương vùng sâu, vùng xa thuộc các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình, các sản phẩm hàng hóa Việt Nam được đưa đến tất cả các chợ, các điểm bán hàng. Điều đó có được một phần từ giao thông đi lại ngày càng thuận lợi, cũng như những chính sách khuyến khích phát triển thương mại của địa phương. Nhưng vấn đề quan trọng nhất đó là việc thay đổi nhận thức của người tiêu dùng trong việc sử dụng các mặt hàng do Việt Nam sản xuất. Chúng tôi nhận thấy đến giờ này là người dân có cái nhận thức rất cao về cái sử dụng cái hàng, thứ nhất là cái đưa hàng về nông thôn và thứ hai nữa là người Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam. Và trong những năm qua thì chủ trương chính sách của xã được sự chỉ đạo của Đảng ủy rồi thì Ủy ban xã, các tổ chức đoàn thể thì cũng thường xuyên làm các công tác tuyên truyền đến tất cả các bà con trong địa bàn toàn xã. Chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về sử dụng hàng Việt. Từ năm 2009, triển khai hưởng ứng của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, ngành công thương Tuyên Quang đã phối hợp tổ chức gần 50 chương trình xúc tiến thương mại hội chợ, hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn với sự tham gia của gần 4.000 doanh nghiệp, thu hút trên 1,6 triệu lượt khách tham quan, mua sắm, doanh thu trên 100 tỷ đồng. Riêng năm 2015, trên 60 gian hàng thuộc chương trình đưa hàng Việt về nông thôn với sự tham gia của 10 doanh nghiệp trong nước đã được tổ chức tại các huyện Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình. Ngoài ra, trên 1.000 gian hàng của hàng trăm doanh nghiệp đã có mặt tại các hội chợ được tổ chức trong tỉnh, thu hút trên 100.000 lượt khách tham quan và mua sắm. Qua đó, hoạt động quảng bá hàng Việt ngày càng được đẩy mạnh. Sở Công Thương cũng đang tiếp tục là xây dựng cái quy chế hoạt động xúc tiến thương mại. Để làm sao mà có cái quy chế này thì sử dụng cái nguồn vốn ngân sách của tỉnh hỗ trợ cho các đơn vị có chức năng xúc tiến thương mại đến các xã vùng sâu vùng xa tốt hơn. Cái nữa thì để nâng cao nhận thức thì hiện nay là thực hiện cái quyết định của Bộ Công Thương với Ủy ban tỉnh thì hiện nay đang xây dựng những cái điểm bán hàng Việt. Hôm nay thì sẽ xây dựng ở trên cái địa bàn vùng cao từ Na Hang, Lâm Bình và Chiêm Hóa. Trong bối cảnh kinh tế thị trường ngày càng phát triển, sức cạnh tranh của hàng nước ngoài ngày càng lớn, cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng tỉnh Tuyên Quang luôn thường xuyên quan tâm đẩy mạnh phát triển sản xuất. Nhiều sản phẩm ngành hàng của Tuyên Quang đã có được chỗ đứng trên thị trường, trở thành thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng. Cùng với thực hiện tốt việc đưa hàng Việt về nông thôn, Tuyên Quang ngày càng chú trọng tới việc đưa hàng nông thôn đến với người tiêu dùng. Với đặc thù là địa phương miền núi, đời sống kinh tế của người dân còn không ít khó khăn. Thúc đẩy sản xuất các mặt hàng có lợi thế, không những góp phần thực hiện tốt cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, mà còn góp phần tích cực ổn định đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân.